Xin chào mọi người, giới thiệu với mọi người một chiếc bảo bình sứ bát tràng dòng men lam nhé, họa tiết vẽ thủ công bằng tay. Đây là dòng đất trắng men khử, nung ở nhiệt độ 1300 độ C thì sẽ cho ra loại sứ trắng tinh như đá. Kích thước của cái tác phẩm này là cao 1 mét tính từ chân cho đến miệng nhé, và đường kính bụng là 45, giá là 19 triệu một chiếc nhé, giá 19 triệu một chiếc. Cái mẫu này là mẫu nhị cảnh, nghĩa là trên một bình sẽ có hai tích cảnh. Cái tác phẩm này thì chúng tôi đã thiết kế một cái tích cảnh, hai cái tích cảnh là liên quan đến nhau, nhất là Vinh Quy Bái Tổ này, Áo Gấm Về Làng này. Đây là hình ảnh quan khi đã đỗ trạng nguyên thì về làng, về lại làng xưa ấy, gọi là Vinh Quy Bái Tổ, về thăm lại quê hương. Ở hông thì được chế tác hình ảnh là họa tiết hoa dây nhé. Sang đến tích cảnh bên này thì được vẽ hình ảnh là thầy đồ và các cậu bé đang học. Đấy, chúng ta nhìn nhé. Hiện đây là dùi mài kinh sử để đạt được đến hình ảnh là Đỗ Trạng Nguyên, như là cần cù chăm chỉ học hành thì sẽ đỗ được công thành danh toại. Chúng ta cùng nhìn, nghĩa là hai tích cảnh trên cái bình này đều liên quan đến nhau, Vinh Quy Bái Tổ, Áo Gấm Về Làng. Và tất cả những sản phẩm này chúng tôi đều giao tận nơi toàn quốc, nhận hàng kiểm tra đúng mẫu nguyên vẹn không xứt mẻ thì mọi người mới nhận hàng. Cái loại này là loại men trơn men bóng nhé, sờ lên trên bình thì giống như chúng ta sờ lên trên kính ấy. Cái họa tiết và độ bóng của sản phẩm này sẽ là trường tồn với thời gian, trường tồn với thời gian, không sợ phai mờ xuống màu nhé, nó sẽ như thế này mãi mãi. Chúng ta nhìn cái độ bóng của sản phẩm thì cực kỳ bóng nhé. Mình xin phép được quay cận vào để chúng ta nhìn rõ hơn nữa cái họa tiết chế tác ở trên tác phẩm này. Em mình xin phép quay tầm này. Đây là cái thân bình này. Và thì trong cái cảnh này chúng ta nhìn thấy nhé, đây là hình ảnh một cái khuôn viên ở trong một cái sân nhà của thầy đồ. Đấy, các cậu bé này, tất cả đường nét này đều vẽ bằng tay, nét vẽ mềm mại sắc nét. Đây là khuôn viên một cái sân này, có một cái bàn và có 6 cậu bé tiểu đồng đang học. Sách này đều là sách chữ nho hết nhé, cái tích này tích ngày xưa là sách chữ nho. Và đây là gốm Bát Tràng nhé, không nhiều bác nhìn thấy cái chữ nho này lại nghĩ đây là hàng Tàu, hàng Trung Quốc. Đây là gốm Bát Tràng loại đẹp, sứ này của nó là trắng trắng trong chứ không phải là trắng đục, ngoài có hoa đào nở, hoa đang nở rất là nhiều. Ở trên chõng này thì thầy đang ngồi giảng bài cho các học trò này, ở trên chõng thì thầy đang ngồi giảng bài cho các học trò. Ở bên dưới là các em nhỏ, các cậu bé đang vừa học bài vừa đùa nghịch. Bên hông này, rồi sang đến bên này là hình ảnh Áo Gấm Về Làng. Hình ảnh Áo Gấm Về Làng nhé. Đây là hình ảnh những người dân làng đang đứng ở cổng làng để chờ đón quan về. Thì vẫn là hình ảnh cổng làng này, hình ảnh cây đa này, hồ sen này. Ở đằng trước là đội loa kèn, đội tùy tùng đi trước này. Và đằng sau là quan này. Đấy. Quan huyện theo sau, nghĩa là quan theo sau. Nhị cảnh, đây là mẫu hai cảnh trên một bình nhé. Đây là trên cổ bình này. Một mặt là hoa đào, hoa sen.
thử cho mọi người xem cái độ bền màu này. Cái này của nó là men bóng nhé. Đây, thoải mái này, không ảnh hưởng gì cái men về cái họa tiết cả. Mọi người có thể truy cập lên trên kênh để xem nhiều sản phẩm hơn nữa nhé. Mình liên tục cập nhật lên trên kênh. Mọi người nhấn đăng ký kênh để được thông báo về những sản phẩm mình làm thành video mới nhất lên bên trên. Và cảm ơn mọi người đã xem hết video này. Và rất mong mọi người đăng ký ủng hộ kênh và chia sẻ rộng rãi để nhiều người có thể biết được đến những sản phẩm gốm sứ Bát Tràng của Việt Nam. Và cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin chào.